Thưa quý vị, trong bức tranh về thị trường nhà đất thổ cư đang bán tại Hà Nội hiện nay thì nổi bật là một ngôi nhà mặt tiền rộng xây mới đang bán tại khu vực ngã tư Sở, quận Thanh Xuân. Sau đây thì Thiện sẽ có phần mô tả và cập nhật thông tin rõ hơn về bất động sản này. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Thiện Đất để xem video nhà bán Hà Nội. Trước mắt quý vị đang là những thước phim về mặt bằng tầng 1 của căn nhà này. Nhà xây mới vừa mới hoàn thiện xong, có duy nhất một căn, không có lựa chọn nào khác giống căn này. Tổng diện tích mặt đất được chứng nhận trên sổ đỏ, trên giấy chứng nhận là 45m². Mặt tiền chiều ngang là 5m rưỡi, chiều sâu vào là hơn 8m. Nhà vuông vắn, chiều ngang phía trước bằng chiều ngang phía sau là bằng 5m rưỡi luôn. Cái diện tích xây dựng từ tầng 2 trở lên là được khoảng 48m². Pháp lý thì sạch, có sổ đỏ chính chủ là cái đặc điểm về giấy tờ pháp lý của nhà đất này. Tài sản này có giấy tờ đầy đủ, có giấy phép xây dựng, có hồ sơ thi công thiết kế, có nhật ký công trình, có hợp đồng điện nước riêng. Đặc biệt, tuyệt đối là không mắc quy hoạch, không có tranh chấp gì nha. Ở trên đất là tài sản nhà 5 tầng được bố trí như sau. Tầng 1 sẽ là để xe máy ở phía ngoài và bếp ở phía trong. Tầng 2 là không gian phòng khách. Tầng 3, tầng 4, mỗi tầng 2 ngủ là được 4 phòng ngủ. Tầng 5 thì sẽ có sân phơi, phòng thờ. Nhà mới xây và sử dụng nguyên vật liệu hiện đại, cập nhật cái mẫu thiết kế mới. Nhà kết cấu kiểu lửng ngược, phòng khách ở phía ngoài, không gian rộng rãi, đèn chùm ở phía trong. Nó tạo cái độ cao, tạo cái độ thoáng cho gian bếp, cho phòng khách và cả ngôi nhà này nói chung. Như vậy chúng ta đánh giá về công năng là đủ, đã tối ưu với một phòng thờ sân thượng ở tầng 5, 4 phòng ngủ ở tầng 3 và tầng 4, tầng 2 sẽ là phòng khách, tầng 1 thì có gian bếp rộng để kê bàn ăn thoải mái và có chỗ để xe riêng. Đấy, sau đây em Thiện xin mời quý vị sẽ cùng lên xem tầng 2. Về cái giá nhà thì gia chủ đang mong muốn giao dịch, đang chào bán là hơn 6 tỷ. Giá chào bán cụ thể thì em xin cập nhật ở phần mô tả khi đăng video nhé. Giá đã bao sang tên và có thương lượng thỏa thuận trực tiếp giữa người bán và người mua. Hiện tại thì gia chủ rất là cần bán để giải quyết cái việc riêng, cho nên là chúng ta có thể đến, chúng ta xem xét kỹ lưỡng, chúng ta cân nhắc và thương lượng thoải mái nhé. Quý vị ơi, đây là cái phòng khách của tầng 2 nhà mình. Ngôi nhà này thì cũng nằm ở con ngõ tương đối thẳng, ô tô chạy qua gần nhà, đường dễ đi. Địa chỉ nhà thì nằm tại con phố Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, gần với trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, gần ngã tư Sở và đi thông các phố nhiều cán bộ quân đội như là phố Hoàng Văn Thái, Vương Thừa Vũ, Trường Chinh. Tính theo cái bản đồ của Google thì nhà mình đi tới Đại học Y Hà Nội cũng là 1,8 km thôi. Đối với căn nhà này thì tất cả các phòng đều sẽ có cửa sổ thoáng ạ. Cả mặt phòng trước, phòng sau, phòng vệ sinh. Thiết bị vệ sinh sử dụng là thương hiệu Inac, có sen cây, có nóng lạnh, có đầy đủ các tầng rồi. Gia chủ thì là người xây dựng có tâm nên là cực kỳ cẩn thận trong việc xây và làm điện nước cũng như là công trình vệ sinh. Đó là những yếu tố, những đặc điểm của căn nhà này. Ngoài ra thì bên ngoài căn nhà này còn có những cái yếu tố khác. Cách nhà mình vài trăm mét thì hiện tại còn rất nhiều những dự án rõ ràng đang thi công và hứa hẹn sẽ đem lại cho khu vực này nói chung và ngôi nhà này nói riêng một cái diện mạo mới, một cái môi trường sống lý tưởng, như là dự án công viên Hồ Đầm Hồng, dự án đường vành đai 2,5, đường Vương Thừa Vũ, Tôn Thất Tùng kéo dài, hay là dự án bệnh viện đa khoa Thanh Xuân. Nếu quý cô chú anh chị có xác định mua nhà ở lâu dài thì căn này rất là phù hợp nhé. Đây quý vị, quý cô chú anh chị xem thấy là cái nhà vệ sinh đã có đầy đủ thiết bị rồi. Tất cả các tầng thì đều như nhau. Cái nội thất thiết kế ra sao, bố trí như nào thì quý vị có thể xem trên video nhé. Cần xem thực tế nhà xin gọi em Thiện, em có thể mở cửa xem nhà luôn. Bất kể là sáng, trưa, chiều, tối hay là ngày lễ, ngày nghỉ, chỉ cần có gọi trước. Số em là 0902 661 999 ạ.
Một số cái điểm đáng chú ý về căn nhà này thì em xin phép được điểm qua để quý vị có thể xem xét như sau ạ. Diện tích sổ đỏ là 45 m², xây dựng được 48 m² từ tầng 2, nhà xây 5 tầng. Sổ đỏ và thực tế đất đều vuông vắn á, mặt tiền là 5,5 m, chiều sâu vào hơn 8 m, ngõ thẳng gần với đường ô tô chạy. Cách Đại học Y Hà Nội là 1,8 km, gần với khu vực ngã tư Sở. Tài sản nhà mới và xây kiểu mới với cách bố trí tầng hợp lý, đủ công năng sử dụng, xây độc lập hoàn toàn, pháp lý sạch, cần bán nhanh, giá cả thì linh động thôi. Em Thiện số điện thoại 0902 661 999. Luôn luôn sẵn lòng hỗ trợ quý cô chú anh chị và bạn tìm mua nhà Hà Nội phù hợp. Mọi thông tin chi tiết và xem nhà thì xin liên hệ trực tiếp em nhé. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã xem và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những căn nhà tiếp theo.